Ha-kyung mà. Hả? Em bỏ hết đồ của chị rồi hả? Đồ gì kia chứ? Thì quyển nhật ký của chị, ảnh chụp chung với Seo-yeon, em đều bỏ hết đi rồi hay sao? Sao bỗng nhiên chị lại tìm cái đó? Em vẫn còn giữ phải không? Vậy cho chị xem đi. Em đừng lo, bây giờ chị không nghĩ quẩn nữa đâu mà. Chỉ là chị muốn xem lại thôi. Nhật ký truyền tay của Hana và Dung. Ngày mai hãy tô son mà chúng ta đã mua hôm qua. Hana yêu dấu của mình. Biên tập viên Ly. Dạ. Hachin à. Không thấy em gọi nên anh lo lắm. Em ra viện rồi sao? Cô có biết ai tên Chung Seo-yeon không? Chung Seo-yeon. Vì chứng thương nên cô mới nghĩ ba Lê phải không? Chuyện đó xảy ra lúc nào vậy? Sau khi Seo-yeon chết, cậu ta đã rất đau khổ. Vì cô ấy là mối tình đầu nên mới vậy. Hachin à. Alo. Hachin à. Hachin à. Hachin à, có chuyện gì vậy? Anh đã rất lo lắng đó. Em có chuyện muốn hỏi biên tập viên Ly đi. Em làm sao vậy? Có chuyện gì chứ? Có lần anh hỏi em như vậy rồi đúng không? Rằng em có biết Chung Seo-yeon không? Chung Seo-yeon mà biên tập viên biết là Chung Seo-yeon mà em biết có đúng không? Em đã nhớ lại tất cả rồi. Tất cả những ký ức về Seo-yeon. Anh cũng đã biết đúng chứ? Việc em là bạn của Seo-yeon. Không phải là anh muốn nói dối em đâu. Vì anh không biết nói với em là đúng hay là sai nữa. Lẽ ra em không nên làm như vậy với anh đâu. Lúc anh đẩy em ra, đáng lẽ em phải lùi bước mới đúng. Em rất xin lỗi vì thời gian qua em đã làm anh thấy mệt mỏi. Không đâu, đó không phải là lỗi của em. Biên tập viên không biết gì hết kia mà. Anh đâu có biết em là người như thế nào. Giờ em đã hiểu tại sao anh lại cảm thấy khó khăn. Lý do mà anh luôn nói với em sự thật nhưng dường như lại không phải là sự thật. Nói với em rất nhiều chuyện nhưng mà em như thể là chưa từng nghe qua chuyện gì hết. Tất cả đều là vì Seo-yeon. Bây giờ em đã biết tất cả về anh rồi. Bỗng dưng em không biết phải làm như thế nào nữa. Anh cũng đã dự đoán ngày này sẽ đến. Đó là cái ngày mà ký ức của em quay lại. Anh rất buồn khi nghĩ tới cú sốc mà Hachin đã phải chịu đựng. Anh biết bây giờ em đang rất hỗn loạn, nhưng sẽ không có bất kỳ điều gì thay đổi đâu Hachin. Vì tất cả đều đã là quá khứ rồi. Giờ em thật sự không biết gì hết. Em không biết mình nên làm thế nào. Mọi người, cả nước hiện giờ đang rối loạn về tên Moon Sung-ho. Phần phụ đề về hình ảnh phát sóng, hãy chuẩn bị cẩn thận nha. Nếu có chuyện gì thì báo cáo ngay cho tôi, hiểu chưa? Dạ. Được rồi.
Nè nè, ảnh như thế nào rồi hả? Bây giờ tôi đưa lên đây. Cô kiếm ở đâu vậy? Dạ, là tiền bối Trung Hôn đưa ạ. Lý Trung Hôn đưa sao? Dạ. Ừ, Thương à, cậu tới sau khi xem tin tức hả? Lo lắng về việc Môn Sung Hô trốn thoát có đúng gì không? Xin lỗi cậu Trung Hôn. Sao tự nhiên lại xin lỗi chứ? Môn Sung Hô trốn thoát được là do ba của tôi hết. Ba của tôi đã tới đó nói chuyện với hắn, sau đó thì bị bắt làm con tin. Bác ấy không bị thương gì nặng chứ? Hình như là vậy. Vậy thì may rồi. Tôi không biết giáo sư là liên quan đến việc này. Sẽ không sao chứ. Theo lời ba tôi, hắn sẽ tìm tới cậu và Hà Chin. Thật ra là đã gặp nhau rồi. Gặp ai? Cô Hà Chin sao? Ừ, hắn ta đã tới trước mặt Hà Chin rồi. Lẽ nào không phải chứ? Đúng vậy, cô ấy đã nhớ lại rồi. Cô ấy đang rất đau khổ và rối loạn. Cô ấy biết cả mối quan hệ của cậu và Sơ Doan sao? Ừ. Ngay bây giờ tôi chỉ muốn chạy đến để xác nhận và làm chỗ dựa cho cô ấy. Nhưng mà tôi làm vậy thì quá tham lam rồi. Tôi chỉ nghĩ cho bản thân thôi. Bây giờ cô ấy nhìn thấy tôi thì rất đau khổ, nên tôi chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Điều cần thiết nhất đối với Hà Chin bây giờ chính là thời gian. Cuối cùng thì mọi chuyện thành ra như vậy. Mình đang đổ lỗi cho ai đi? Chúng ta không thể như vậy. Sao lại không thể chứ? Vì chúng ta sẽ hối hận. Tôi sẽ không hối hận đâu. Cô sẽ hối hận. Cô sẽ hối hận hơn cả tôi đó.